Bắt cái gì bé? Đá. Có không? Có. Đâu có con gì đâu. Đá. Đá làm gì? Mà ở đây cá là cá gì? Dạ, đây có cá bảy màu nữa. Có nữa hả? Cái nào gì, cái nào cơm điện của sư phụ là ai lấy cái lòng bỏ còn còn cái vỏ lụm đi giống cầu bự vậy đó. Có cái cầu mốt này nè. Bọc dài qua đây. Mũi đây. Dài qua đây. Dạ sang tiên. Hồi nãy thì vô hỏi về sang tiên. Rồi đầu mình đi xuống tới sang tiên. Bắt đầu cũng tập thể nè. Cái luôn đó, cái luôn đây nó kêu mà nó phải không? Còn gõ đây đây nó kêu nè. À, thấy chưa? Đặt chỗ này là anh chắc kiểu. Còn tham quan chúng con đến trong tim này làm lễ. Nhờ ơn Đức Phật, Đức Thầy Long Thần Hộ Pháp và hộ độ cho ba tấn dẫn từ tâm bác ái giải thoát mê đi. Và cầu cho cụ quyền tốc độ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực dạng Tây Phương. Chú Bình kiếm không Phúc ơi? Không biết mẹ Phúc quay chú Bình vô không? Không biết mà chú Bình kiếm bây giờ. Một vàng mắng nhi đang đi qua. Chị này đẹp nhất. Cô chào con. Bữa nay là ngày cuối của mình Du Sơn Hạ Dốc nha. Dạ. Hello ngoài quay quay góc triệu đô không à? Cái đoàn này quá trời vui rồi. Quá trời vui mà quá trời biết nhiều chỗ luôn. Là dù có vợ thì đâu có phải rõ lại đi quay tao à. Cảm giác thế nào chú? Quá khỏe. Hẹn chuyến sau tháng 8. Hầu như năm nào cũng đi làm như nhưng mà cảm giác mỗi năm mỗi khác. Hai đi khác, hôm nay nhiều máy quay quá. Cái đó là cũng một nguyên nhân. Có này chú chích in rồi đó. Nửa thì quay tao hoài. Đúng rồi làm tên chưa hả? Quay chung với bệnh Cần Thơ nè. Ở gì hả? Ủa như là ổng chia cho mấy con á. Ổng 3 hay mấy con 7. À, đi cái nhóm thôi nhóm đó. Không thấy. Tưởng nó chưa tới rồi, thành đi chạy xuống nè, chạy lên nè. Ủa từ giờ đi sao không gặp năm? Dạ. Cho bà mà giờ bà dịnh bà chị chịu lại đi xuống mới được chị. Đi sao không bị hết á. Còn pin không? Còn 7% nè. Qua cũng quên xe. Ông sạc hết rồi mà ông quay sớm giờ đó, ông đưa lại cái cục hết. Quay một đoạn thôi. Đây bây giờ là hai đường tách biệt nhau, mà lúc xưa thì chỉ có một cái đường chạy xe thôi. Rồi phái đoàn Nam Nguyên ở Cà Mau á, cái hỗ trợ cái đường này, cũng như hôm qua cái đường mình lên Phụng Hoàng Sơn đó. Mình đi đường tắt qua đó, đó. À, mạnh thường quân đoàn Nam Nguyên hỗ trợ làm đường đi bộ. Và cái điện này qua mới mình đi là cũng do đoàn này làm từ thiện.
công đức vô lượng. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi. Xe ha, nét người ta phải ha. Rồi mình tiếp tục mình đi. Cái đường mình đi đường bộ mình đi đường xe để người ta chạy nguy hiểm, trời mưa này nguy hiểm nó đi đường bộ mình đi. Cái đường đó là người ta làm cố tình, người ta làm để xe chạy đó. Để xe nó chạy nặng á, nó da cho mình ạ. Đường này đi con. Cái đường nào chỗ qua đường này nha. Đúng rồi, nhưng mà cái đường nó xe chạy nhiều khi nó nặng quá nó lạng lách rồi nguy hiểm. Đường bộ của mình thì mình đi. Sát bên này gặp nhau rồi, xuống đó gặp nhau. Đó. Rồi mình đang đi xuống đó. Đường nào cũng được. Đường nào cũng gặp. Nam Mô A Di Đà Phật, nước. Nước miễn phí nè. Miễn phí ở đây thì miễn phí nhiều lắm, người ta để sẵn cho mình luôn, nước uống một thùng nước uống rồi nước đá lạnh gì rồi đồ ăn miễn phí nữa. Đây bữa nay nước suối chảy rồi nè, túi tiếng suối trong như tiếng hát ca trăng long cổ thụ bóng lồng hoa. Nãy đầu mình ở trên xuống nè, ôi ơi chảy lúp xúp luôn kìa. Đi luôn. Dạ, số đi cô bán ơi, mua ủng hộ đi cô bán. Rồi mình lại đi xuống luôn. Chặn lên sao đi vô đường này nha. Đường này, đường này. Bắt cái gì bé? Bắt cá. Có không? Được. Đâu có con gì đâu. Đá. Đá làm gì? Mà ở đây cá là cá gì? Dạ, đây có cá bảy màu nữa. Có nữa hả? Có. À, bắt làm gì? Lượm đá, đá đẹp. Cái này thiếu. Đá màu đẹp. Cái nào cũng không anh? Dạ, cái này mình đi xuống chân tiên. Hả? Sân tiên. Sân tiên hả? Mình mới đi ra, mình đi xuống hả? Ờ. Mình vé sân tiên còn một điểm nào nữa không? Không, sân tiên là hết rồi đó, mình đi tắt ra cái đường hôm qua mình đi lên đó. Tắt đây nó mau hơn đi đường kia. Đi vòng một lát rồi đi tắt một ngày. Xuống chảy. Xuống chảy. Xuống chảy còn dữ hơn nữa không? Xuống chảy là quá đẹp luôn. Ở đây khỏi chồng chân nè, đi xuống đây luôn nè.
suối vào mùa mưa. Đây nó giận nào quá. Thôi út vợ. Rồi ai út vợ. Ôi, quá đẹp, xuống chạy quá đẹp rồi. Hai mẹ con mình đứng dậy lên. Rồi mình chọn theo cái gì không? Để đi khóc chụp đòn. Mắt rớt dưới hút đầu rồi. Rớt đòn. Mình đi xuống luôn quá. Đi xuống tiên. Xuống tiên gì lỡ sai chưa tới nữa. Con nhớ đi. Nhanh lắm mà. Nhanh đâu mà nhanh. Cái khúc này là khúc. Mà nay đây nè con hắm á. Ừ. Con hắm rồi hoài không thấy mấy đứa qua. Vậy là không đi đường này hả? Đi đường này. Đi đường này thì mấy chỗ xuống tiên chứ đâu. Rồi bữa đó xuống rồi xem giống như dò tiên đã xong một mình rồi đi ra luôn. Tại hoài không thấy ai chứ. Vì không chừng mấy đứa bữa đó đi xuống là chắc đi ra cái đường cái đi xuống luôn rồi đường nãy chú đi đó. Ồ thì phải nhớ sức khỏe. Cái đường này đường quen mà không quên chưa nhớ đường tới đây có cái ngõ nè bé Trân là cái đường này đường đi xuống nè xuống đây có cái ngõ nè bên đây là có cái cây to đùng nè thì ý con nói là cái đường này đường mình đi lên của mẫm nè. Ừ mấy cây này nhiêu tuổi đó chú mình cái này dữ lắm luôn bây giờ cái cây này cũng tôi xài bé Trân ơi xài sao không xài xỉn chứ quá sức cái cây này đúng rồi cái nào mình không có đi mẹ Nam Hải nha mẹ Nam Hải không mẹ Nam Hải là giáp nãy mình đi nếu mà đi mẹ Nam Hải là mình Nam Hải xong rồi mình trở ra mình đi xuống chỗ mà Thiên Tế đó Thiên Tế chỗ mình ngồi nãy mình nói đạo đó là nói chung là không có đi mẹ mẹ Nam Hải rồi đi ngõ khác rồi mới quay trở lại. Ở đây là những cái ống nước này nè, người ta để trên thượng nguồn á. Nước nó sẽ vô đây nó chảy hoài xuống như là nút không tên á, xài không tốn tiền. Có mưa là bắt đầu nước nó chảy xuống. Trời mưa cái là bắt đầu là nó lên màu như thế không? Xanh rờn thấy không? Trời mưa đẹp lắm, cái cây hết cái to nè. Mình không dám dở camera lên, mưa nó nhiễu vô. Giờ mình trở qua sân tiên. Trời ơi, cái nào cơm điện của sư phụ sao là ai lấy cái lòng bỏ còn cái giỏ. Lụm đi. Rồi mình xuống dốc cái gì ơi. Dạ sân tiên, hồi nãy thì vô hỏi về sân tiên. Bữa nay ông trời ông đãi mình thấy không? Đi mắc rưỡi luôn thấy chưa? Đừng có ai than gì chơi nha. Đi là giống như là có máy lạnh luôn á. Rồi đầu mình đi xuống tới sân tiên. Bắt đầu thì cũng tập thể nè.
và bên này là bàn chân tiên. Đây, ở nơi đây là bàn chân tiên này. Cái bàn chân này là bên này đứng xuống cái bóng. Ở đây chú cameraman đi xuống nào các bạn. Mình thì mình sợ đủ keo nên mình cũng không dám đi xuống nữa. Mình đứng đây mình quay chú cameraman cho các bạn coi nha. Quay đăng lên YouTube. Đây là cái này để mình kiếm dạ dạ. Chú Bền ơi, gắn hẳn rồi chú Bền. Đây quý vị, đây là bàn chân tiên. À đá ngàn lớn rồi chú, giờ lớn mà đá nó, bây giờ nó chùi vậy nè, mà nó mình gì nè, ngàn cân vậy nè, mà nó nhô, cô thấy nó nhô à, nhô ừ, nhô lên nè. Bây giờ mình đo cho quý vị xem nha, đây nè, tổng thể nè, mưa là nó là một gang nè, bữa nay lớn rồi, một gang nè, hai gang nè, ba gang nè, bốn gang nè, năm gang nè, sáu gang, cái đó cốt giò đó, sáu gang quý vị, sáu gang. Bây giờ mình đo cái giò ngược luôn cho quý vị xem này nha, rất là lớn luôn. Đây nè, một nè, hai nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn dấu chân mình đi, một nè, hai nè, chú về đây ngắn hẳn rồi chú về. Ba nè. Bốn cái bàn chân mình mới giáp đi cái vỏ vậy. Bề nga thì một gang là hai tấc. Ghi lại chỗ gì xem. Đây nhìn đi gang cho nhỏ này. Tôi giáp để đó. Là bọc cái đây nè. Đó. Rồi xuống đây tới đây cái mỏ đây nè. Mỏ đây nè. Vô gò bự vậy đó. Bàn chân trái. Chiều dài tới 4. Ông tiên này bự lắm ha, chú giò nó lớn à. Ở đây có mỏ phai qua tới bển. Đi ghé. Đó cái chỗ mốt đây nè. Bọc dài qua đây. Mũi đây. Dài qua đây. Bàn chân tiên. Đây là cái gốc này nè. Đây là bọc tới mũi đây luôn nè. Được anh. Bọc qua đây nè. Lên. Đâu có nắp cái đâu mà tụt xuống. Xuống đây được nè. Nhìn thấy rồi. Nó có dạng lắm. Đựng miếng đó đó. Nè giá quá nè. Bầu. Từ chiếc dép đó, đổi nó đi xuống. Để coi cái giò của mày là sao là cái giò đó vậy đó. Mà trên quý vị có nhìn thấy mình tưởng được không? Nè, hai con chúa của mình xuống rồi nè. Đi mà kiếm con chúa mình chết luôn. Không dám xuống, té. Cái mũi đây nè. Bọc qua đây. Bên kia trái. Có khi nào chiếc dép đó nó tuột xuống không? chỉ rồi nó tuột xuống. Rồi có ai giận nữa không? Còn cái nữa rồi nằm ở đâu? Còn chân nữa đâu Quỳnh? Không biết đâu à, thấy con chân một. Không còn cái chân nữa không biết đâu hả? Ảo bảo cái nè, nhìn kỹ là nó gót nè. Cái chân nữa mà không biết là cái mũi nè. Ước lượng nó chiều dài mấy tấc? Chiều ngang là hai thôi để nó chú đâu giữ được. Dài là một thước mốt. Mất tiêu đồ hết trơn rồi. Nãy giờ kiếm. Sáu con xuống trước con về. Về sách thầy muốn về nhà. Về sách thầy về nhà luôn. Không đóng gì lại hết. Mở luôn á hả? Thì sao? Thì đốn rồi đi chạy ra mấy đứa nè. Giả à, thôi chị sao để chặt chớp. Thôi rồi cầm đi phút đâu. Phút nó
đưa con á. Dạ. Hết pin. Hết pin hả? Bỏ vô. Rồi nó đâu rồi? Kim Phúc ơi. Rồi cầm đây, cầm máy ở dưới đi. Đi chung mà. Nó nói nó muốn quay mà hết pin. Nha. Không biết thay sao mà còn có 800 pin à, nhỏ quay chứ. Gì 800 pin? À 800 pin hả? Để xích lên rớt rồi bật xuống xuống pin luôn bây giờ đi nè. Cúng chưa chồng? Chưa. Chưa cúng còn cúng nữa mà. Dạ hai ấm con đi nữa kìa. Đâu ấm con đó. Ấm con đi đi giếng luôn kìa. Con đâu? Đó. Trời ơi, hồng. Dạ hả? Đó hồng chén. Bây giờ ai muốn lấy chén không? Không không. Qua cái gì? Không rồi. Dạ. Bây giờ cái vô đi mà nó nói được cái vô thà của mình không? Đâu rồi, để ra đâu có nhỏ nè. Đâu? Để sao này nữa mới nói sao? Sáng lo lẹt chứ tao trưởng, chết luôn á, tao trưởng ơi. Biết được đâu. Dạ, sao chẳng mới nhỏ thì... Cái vô đi thì... Bên đây, cái chân tiên nữa không? Bằng chân tiên nữa không? Em bằng chim phàm nè. Cảm ứng chúng ta đi được 4 ngày. Đây bà con mình để đứng đây là nha, kiểu thấy không? Nè, có kêu nè. Thấy không? Có kêu nè. Ở đây có kêu nè. Nó kêu mà nó không thành phải không? Âm thanh có âm thanh nè. Làm như nó bỗng hả chú? Bỗng. Đây nè. Kêu phải không? Còn gõ lại đây nó kêu nè. À, thấy chưa? Đặt chỗ này là ngâm cái kiểu bọc. Còn cái nào không chú, bên kia cho chú không hát quả rồi hả? Bên đây có bà xã. Đây nữa nè. Bên kia nữa kìa. Anh đó nè. Quý vị mình cúng nè, đoàn mình nè. Đoàn mình ở đoàn của anh Thơ Minh nè. À, mình cúng tập thể nha. Ở đây không kêu nè. Dạ. Đó. Dạ, quý vị mình là mẫu gì? Chầm chầm thì có. Rồi nó xuống luôn đi mình ơi. Cái nói mà lũ bay về núi lên. Mình đứng ở đây là ngày nào cúc. Dở lên mình thể. Mình lấy cái này đi. Không mượn cái áo á. Nó bị ướt. Rồi con giúp anh. Quay qua cuối thôi nha. Quay lại lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phía trước chúng ta tưởng tượng có Đức Phật Đức Thầy. Mời cô bác chị em chúng ta hướng về phía trước thực lễ Đức Phật Đức Thầy ba sát. Cũng như xá trong chắp tay như anh chắp. Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cả Bốn Chư Minh. Hôm nay 28 tháng 5 còn tham quan chúng con có đến chân tiên đi làm lễ. Nhờ ơn Đức Phật Đức Thầy Long Thần Hộ Pháp và hộ độ cho bá tánh giảng nhân từ tâm bác ái giải thoát mê đi. Nam mô. Và cầu cho cụ quyền tốc độ tịnh độ siêu sanh phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ dịch giảng Tây Phương. Cầu cho đoàn chúng con từ khi đi cho đến khi về được bình an vô sự. Khi trở về nhà tinh tấn lo tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Đồng xá và đứng đồng. Xá một xá đi thay một đại tỉnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Thôi. Đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Thôi. Đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Và đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật.
xá bốn xá thay vì bốn đại xá chín rưỡi chạy bên 50 cây phật một cái con không bồ tát chắc này mình là xuống uống luôn nghe xuống xe luôn rồi mình xem một vòng rồi cái gì mình xuống luôn rồi cái gì bắt đầu xuống núi xuống núi xuống núi xuống núi xuống núi và mình đi một vòng bên cái chỗ anh ơi cứ để anh ơi thờ cúng không gì ai thờ cúng bên đây con dép mình đi qua đây mọi người cúng nè cái nào để tỉnh lệ đi nhanh nhanh lên đi. Chú Bình đâu ta? Đi trước nha Nguyên. Đi với chị nè. Chị hả? Thôi đi chung nè. Đi nè, cứ đi dưới thì chị đi sao? Đây là mình đi xuống luôn đó. Đi xuống dễ mình đi lên. Như là mình tạm biệt kết thúc cuộc hành trình của núi Cô Tô đó các bạn. Cái này là mình đi xuống luôn rồi nè. Đẹp quá đẹp. Khúc này đẹp quá các bạn. Ê, đây đừng có kiểu đó. Đây mọi người cúng nè. Cái nào để tỉnh lệ. Con mua là không nghĩ tu hỏi là chỗ đâu không em đi núi còn trên núi nè cái gì thôi tốt à dạ chiếc này đang xuống núi còn đang ở Sinh Tiền chuẩn bị xuống. Chem nè, chem lấn rồi bon chem nè. Đó. Bon chem đó. Nè, ở phía sau mình nè quý vị. Mọi người đang xuống. Chưa. Sáng nay có mưa lất phất. Cũng không đến nỗi nào mưa lớn lắm. Rồi mình nối đuôi nhau rồi mình rắn lên mây nè. Ở phía trước còn đi xuống ở phía sau mình nè Thank you.
đầu mình từ từ tiến xuống. Phải không Trinh, khỏe không chị Trinh? Khỏe, chị khỏe. Chào anh đi trước hay đi sau? Anh đi trước rồi. Dạ. Khỏe quá phải không? Mát quá mát. Đoàn mình gần 500 người, rất là dài luôn. Đi tới 42 cây gậy luôn. Rồi, quá sức luôn, đặt chỉ tiêu luôn. Chút xíu chia tay không có bệnh rịnh nha. Rồi cái đoàn mình phía trên à, còn đi xuống dài dài nữa vậy. Thôi bây giờ mình đi lên tấp đầu. Gần nhà để không? Gần nhà. Rồi mình lên đây chỗ quý vị xem. Đây cái khu này, cái khu đất đá nè. Và cái đường bên kia là cái đường của đoàn mình đang đi xuống đó. Đây là những cái dầu đá nè, dầu đá tiếp tục nè, và cái đường này nó sẽ hung hút xuống đây luôn cũng được. Bên kia là vách núi bên kia, bữa nay trời nắng đẹp, thấy rõ rồi đó. Đường đây quanh quanh to to luôn, đó, còn mình tiếp tục đi xuống. Tại cái đường kia đó rất là hẹp cái gì, chỉ đi hàng một thôi, thành ra. Cái đoạn mình rầm rắn luôn nè. Còn dài lắm kìa. Đi đâu chị đi đó. Chị ta đi trả lời đi từng này. Con Nguyễn ở đây nè.
Ở đây là chùa Minh Phát, hoặc gọi là chùa Ông Huyện. Đây. Đây. Và ở phía bên này là tượng mẹ Quan Thế Âm. À, tượng mẹ Quan Thế Âm đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi nha. Đi đặng phải như cái chuông nha, ta biết mình đi phải tránh. Ta tính nào chị? Dạ, Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. Cần Thơ gặp Vĩnh Long. Dạ. Giáp ranh nhau luôn. Tiếp tục xuống luôn. Ồ, đây có cổ hiểm luôn. Có ghé đó cho bà con ăn cái gì á. Thuận bình yên phải không? Ghé thuận bình yên phải không? Ừ. Vừa đó ăn con. Dạ không. Ai muốn ăn gì mượn mạng tôi vậy đó. À, bây giờ bên cái mảng đó bây giờ nó xanh rì hết rồi đó. Hôm trước là mình thấy là chỗ đó là chỉ là trơ cành trơn luôn, nó màu vàng tươi luôn, mà bây giờ đã cái phượng đã chỗ bông rồi. Rồi xuống luôn, xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn, rồi xuống xuống đây. Xuống luôn, qua mặt luôn. Rồi mình đang lên, à đang xuống rồi chứ. Còn xa dài lắm, mình đi qua một đoạn rồi đó. Xuống luôn, đi cũng nhanh đi ha, bỏ cho bình thôi ha. Tao vòng rồi phải không? Dâm tạo rồi. Ở phía sau mình không có gì. Làm gì làm chú Bình nhớ quẩy cái ba lô chú Bình đó nha. Cái bóp chú Bình đó nha. Ở phía dưới nè. Rồi mình tới cái khu này là cái khu của cái nút thác mà ngày xưa là cái này là nguyên một đây rồi đi nguyên cái chuyện này là chuyện dốc thác nè. Bây giờ họ ta tôn lên ta làm cái đường đi, cái ngày xưa là cái chuyện cấp sắp xuống. Ta thành là một cái nền nhà rất là kiên cố luôn. Nguyên vực thẳm. Đó, chồng mình phía sau đó, bắt đầu đi xuống đó, bây giờ mình xuống luôn.
nó bắt đầu mình qua mặt này nha. Qua mặt. Qua mà qua lại phải luôn mới ghê chứ. Xe ô tô qua phà. Đi giỏi ha, bé đi giỏi ha. Rồi lên luôn, qua luôn. Thế nào quý vị, nó đẹp chưa? Phía trên mình nè, phía sau lưng nè. Dưới này thì chúng nó suối chảy gấp gấp, bên này có mưa. Bên anh cho Ấn Độ mình từ sáng tới giờ này luôn, mới hứng hứng nắng. Đi khỏe vô cùng luôn. Sáng mát không muốn lạnh luôn. Nắng mà theo mưa ở trên mình lên. Ủa, nãy chị có đi cô tô không? Có không? Anh đi khúc xa bị ướt, bị mưa luôn á. Chị đi về sớm hả? Mưa xuống, vừa xuống là vừa mưa. Chị đi ấy, em đi sau cùng nè. Có mưa luôn. Đây quý vị, cái lưng mà ở dưới mình nói là nhìn lên đây nè. Ở dưới mình chạy xe, dưới mình nhìn lên đây cái hông nó giống lưng ông voi nè. Nguyên một cái mảng luôn. Chạy xe ra, chị nhìn nhìn cho cái lúc mà xe mình chạy ra. Nhìn bên hông có hai cái lưng ông voi á. Sánh sánh. Xuống chảy nè quý vị. Đó, đợt này là mình xuống suối Long Đông rồi, nước suối nó chảy gì đó. Rồi xuống luôn, còn xuống luôn. Đây một vòng không biết phải đoàn ở đồng mình không ta? Đồng mình hả? Rồi táo quả tâm tinh hết thấy đường ai, bà con cô bác gì hết nhìn ra luôn rồi. Bà Trân rồi qua luôn, ai luôn. Đây mấy đứa bé nhí này chạy xuống cái nó kìa. Đi hỏng đại luôn. Nó mặn bằng đai đứa. Thôi đi. Đợi hoài ai đâu mà đợi. Có hoạch mấy phút chưa? Đó. Ủa vậy ạ? Phút phía sau mình hay trước ta? Có thấy đâu chứ bình phía sau mà. Không, phút đi trước rồi. Có đưa cái năng lượng cho nó chưa? Hai cục. Mà không biết nó biết đường rắn không nữa. Ủa nó gắn cái cục vô là dính ra luôn á, nó quay nãy giờ luôn. Vậy hả? Xuống một cái đồi đó, bên này là một cái vách. Mình thường nói hoài đó là bên đây ở bên chạy xe là mình thấy như cái lưng ông voi đó. Đó, quy một cái vách này luôn nè. Đẹp chưa? Bây giờ ở đây là mình đi cặp bên hông rồi đó. Bên đây là cái đường xe chạy, còn bên đây là cái đường bộ hành mình đi xuống nè. Bên dưới đó là cái khu lũng mà đá khó khối không có gì sao. Nè. Thì ở đây tí xíu nữa mình đi xuống tới dưới rồi tới xe là mình đòn dùng cơm. Đây quý vị thấy cái dốc đá nè, đây cái bức thềm đá nè, cũng dĩ không. Ở đây những cái vách đá là còn rất là đẹp chứ. Đội nó không cài quai luôn rồi. Anh nghĩ không? Đây là cái đường mặt đường mình đi nè. Và phía trên nè. Bữa nay mình quẹo đây một đoạn nghe cho quý vị xem nha. Núi đá chập trùng.
cao trên kia, cũng có cái nhà trên kia luôn. Còn bên đây là cái dốc núi kìa. Đó. Thấy không? Quý vị thấy cái thềm dốc núi đẹp không? Thẳng lì luôn. Và cái cây thanh long ở đây nó bám lên núi mà nó vẫn sống được, quý vị thấy không? Cái sức sống của nó mãnh liệt à. Ở đây là một cái mỏm đá. Bên đây là, trời ơi, ở trên đó còn đá nhiều quá vậy. Mình qua đây cho quý vị xem nè. Đây là cái ngôi đá, bên kia thì mọi người đang lội xuống. Ở đây người ta đang xây dựng một cái công trình này, cái nhà nè. Rồi ở đây đá dựng một miếng to đùng luôn. Rồi mình đang đứng trên cái sân này, sân tiên luôn rồi đó. Dịch cảnh. Rồi bên này là một phiến đá to, bên này là một cái nhà. Và bắt đầu mình đi trở lại. Mình đang đi trên cái trục đường của xe chạy, của xe ôm chạy, xe lữ hành. Đó, mình đi ngược trở lại. Đây. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây kia. Cái vách núi kìa. Đẹp mê hồn không? Đá này trẻ làm hai à. Trẻ làm hai phiến à. Nào quý vị. Nào quý vị xem. Nguyên một cái vách đá. Rất là lớn. Nó dài từ đây lên tới cái chỗ mà đi xuống đó. Quý vị nhìn xuống nè. Đây, mình đang đứng trên cái trục đường xe lữ hành chạy, chứ không phải là người bộ hành. Đó, quý vị thấy dân đẹp chưa? Chưa muốn đến thở. Không phải. Nó phải trên bà. Nó trên. Trời, xuống qua kìa. Ông ngồi nằm nghỉ chứ một chút ông lội mọc kìa. Khỏe không chú Vũ? Dạ. Sao rồi? Khỏe không? Khỏe. Chào khán giả đây. Chào khán giả. Dạ.
chảy. Chào cái sao mà lạnh lùng vậy hả? À? Mình gặp camera là phải chào hiểu không? Chú Bình kiếm không Phúc ơi? Không biết bé Phúc quay chú Bình vô không? Không biết mà chú Bình kiếm bây giờ á. Một dàn mắng nhi đang đi qua. Chị này đẹp nhất. Phúc quay khỏe nhất. Hello mấy cô. Hello em. Giờ xuống đây khỏe nha. Bữa nay đi về vui vẻ nha. Dạ cảm ơn. Hello cô. Rồi. Cô chào con. Bữa nay là ngày cuối của mình Du Sơn hạ dốc nha. Dạ. Hello ngoài. Quay góc triệu đô không à? Đứng lên. Máy chạy action. Đó, máy chạy dữ. Tạo dáng cho bảnh chú ơi. Cái đoàn này quá trời vui rồi. Quá trời vui mà quá trời biết nhiều chỗ luôn. Không có gậy mà giờ có gậy hết trơn á. Chào mấy cô. Rồi. Hello, đi gì chứ? Không phải đi chậm rồi. Tới rồi. Gì Út? Hỏi em vậy Út sao? Sao chuyến hành trình này? Con dưới đó hay review rồi. Đưa đi. Nếu mà đưa ai mà mệt á, mà đưa vô Phúc. Là dù có vợ tới đâu cũng phải nhỏ lại mới dưới quay tao hả? Đó đi hả, thầy nhẹ nó nhẹ hơn. Tưởng đầu xuống ghế nó không đổi vô. Chưa kịp thở. Đưa cái sao vô. Đang thở. Chưa leo thở. Đang ngồi dưới nhỏ. Kìa kìa chú đó xuống rồi kìa, đó đó đó, quay chú đó kìa. Tướng á, tướng á, quay quay cái tướng á. Độc lạ đi núi. Sao mà mướt từng bậc á là mình to nó lên đây. Đi là kiểu mới. Không, cái này đi khỏe đất nha, tại vì mình đi đây á, mình chỉnh được cái lưng lại. Xin cảm nhận về gì sau 3 đêm đi núi mấy chú. Cảm giác thế nào chú? Quá khỏe. Chú thấy chú lộ khỏe quá, cảm nhận đi núi của chú thế nào chú? Đi hả? Dạ. Đi thì vừa thở lên gai thì khỏe à. Dạ. Chú ơi làm ơn nhích lên cho mình ngồi với. Phúc hết chuẩn bị review hai vợ chồng nè. Chuẩn bị hỏi hen rồi đó, đó là đi xuống. Hạnh phúc quá. Cảm giác thế nào cô chú? Khỏe. Dạ. Xuống này khỏe luôn. Dạ khỏe. Còn lưu liếng xuống này lắm. Hẹn chuyến sau tháng 8. Hầu như năm nào cũng đi làm như nhưng mà cảm giác mỗi năm mỗi khác. Hôm nay đi khác, hôm nay nhiều máy quay quá. Cái đó là cũng một nguyên nhân. Còn nhẹ rồi. Trước thì nếu mình khám á, nếu mình khám có gì đấy ha, có bệnh ha. Chứ còn không vậy thì đâu ra không mất. Không phải bệnh, không có khá đâu. Ủa, 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 ủa đi quay mà
kẹo chú xuống vừa tới đó kẹo không review liền. Mẹ đâu? Mẹ tuốt dưới rồi. Ô vậy đi thôi mẹ ha. Dạ tham quan. À tham quan còn ở này chỗ check kia. Check in rồi đó. Nửa thì quay tao hoài. Mặt tên chưa hả? Rồi quay chung với bệnh Cần Thơ nè. Ở gì hả? Cũng như ổng chia cho mấy con á. Ổng ba hay mấy con bảy. À